Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Và như thường lệ, mình là Duy. Các bạn đang xem cái video thứ tư trong cái loạt series về hướng dẫn WordPress cơ bản. Thì như mình đã nói ở video trước là trong video thứ tư này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress trên localhost bằng cái phần mềm là SAM. Tuy nhiên là mình quên mất là mình cần phải có một cái video hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là các bạn nào đang muốn mua tên miền, mua hosting để chúng ta xây dựng một cái website thực tế để mà chúng ta sử dụng thực tế luôn, thay vì là xài SAM ha các bạn. Thì mình xin dành cái video thứ tư này để mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta mua tên miền và mua luôn hosting như thế nào. Thì cái việc này rất là dễ dàng thôi, các bạn chỉ cần mất khoảng đâu đó 5 phút là chúng ta có thể mua được tên miền và hosting rồi. Rồi, thì cái nhà cung cấp tên miền và hosting mà mình giới thiệu các bạn đó chính là AZDG. AZDG là một trong những cái nhà cung cấp mà mình sử dụng lâu đời nhất. Và so với những cái nhà cung cấp khác mình đã sử dụng qua, ví dụ như Mắc Bảo, ví dụ như Nhân Hòa, hay là GoDaddy, hay là Inet, hay là những cái nhà cung cấp khác, ví dụ là Hostinger vân, thì những cái nhà cung cấp đó mình cảm thấy, không phải cảm thấy nữa mà bản thân mình trải nghiệm thực tế thì nó không có tốt bằng cái nhà cung cấp AZDG. Lý do là vì sao? Thứ nhất là bên AZDG họ hỗ trợ rất là nhanh. Mình khoan nói tới chất lượng mình nói sau ha. Cái đầu tiên là mình cần cái sự hỗ trợ nhanh. Hỗ trợ nhanh là sao? Khi mà các bạn gặp cái vấn đề gì đó liên quan về tên miền, liên quan về hosting, các bạn chỉ cần các bạn chat ngay trên trang web của AZDG là có người hỗ trợ các bạn liền. Cho nên là cực kỳ nhanh, chúng ta không phải chờ đợi như những cái nhà cung cấp khác chat rồi sau đó nửa tiếng rồi tới 1 tiếng người ta mới trả lời, cực kỳ lâu. Thậm chí là các bạn phải bốc máy gọi hotline cho họ thì họ mới trả lời, còn chúng ta ngồi chúng ta chat là chúng ta chờ rất là lâu, mà đôi khi là họ trả lời chúng ta rất là sơ sài. Mình đã thử qua các nhà cung cấp rồi, mình rất thấy rất là mệt mỏi. Trừ ở AZDG thì họ trả lời rất là chính xác nội dung mình cần, và họ trả lời rất là nhanh. Và thêm cái nữa là họ trả lời ở những cái thời gian mà ngoài giờ hành chính, đặc biệt là nửa đêm mình chat với họ, họ vẫn trả lời trong vòng khoảng 1 cho tới 3 phút. Thì mình có một cái bài viết giới thiệu về AZDG. Thực ra là mình giới thiệu AZDG cho mọi người là vì sao? Là vì mình trải nghiệm AZDG thấy nó quá là tốt, cho nên là mình muốn là trong cái series của mình hướng dẫn thì mình muốn đưa cái nhà cung cấp này vào để mà mình giới thiệu mọi người sử dụng. Đây mình có viết luôn một cái bài viết nói về AZDG, các bạn có thể xem qua để chúng ta đỡ mất thời gian cho cái nội dung video này. Đó, các bạn có thể truy cập vào cái trang là võtinhduy.com, chúng ta gõ cái ô tìm kiếm từ khóa là AZDG, rồi các bạn bấm Enter thì các bạn sẽ thấy mình có một cái bài. Mình có một cái bài review. Trong hai bài này thì có một bài review để mình xem, là mình không nhớ là cái bài review là bài nào. Đây, các bạn xem bài nào cũng được ha, cả hai bài thì mình đều nói là cái nội dung review giống nhau. Mình đã nói ưu điểm nè của dịch vụ hosting của AZDG nè, rồi các bạn có thể đọc thêm qua, mình sẽ không nói nhiều trong video này ha, các bạn đọc qua là biết thôi. Rồi, các bạn có những cái mã giảm giá nè, nếu mà các bạn sử dụng cái mã giảm giá trên cái website của mình á thì các bạn sẽ được giảm 10% vĩnh viễn, tức là 10% vĩnh viễn và áp dụng cho gia hạn trong những năm tiếp theo. Là cái mã này chỉ dành cho khách hàng mới. Rồi các bạn sử dụng mã 25%, 25% là dành cho khách hàng cũ, cũ và mới luôn. Thì cái mã giảm giá này chỉ áp dụng cho các sản phẩm là hosting và VPS. Nó chỉ áp dụng cho hosting và VPS thôi, không có bao gồm những cái dịch vụ khác. Rồi ở dưới này mình có chụp hình lại những cái bình luận của các anh em mà người ta feedback, tức là người ta phản hồi những cái dịch vụ hosting nào tốt thì mình có chụp hình lại.
trừ từ cái trang là canhme.com, thì cái trang này là trang chuyên về hosting, chuyên về domain và những cái mã giảm giá đó. Thì đó, đây là những cái bình luận họ đánh dấu rất là nhiều sao và họ feedback rất là tốt. Rồi mình có làm luôn một cái video review, tức là video để mà mình đánh giá chất lượng dịch vụ hosting của AZDG trên YouTube. Đây là cái video này, các bạn có thể bấm vào cái video này chúng ta xem, hoặc là chúng ta lên YouTube cái kênh channel của mình á, các bạn gõ là AZDG thì cũng ra cái video này ha. Bằng cách là các bạn gõ là các bạn truy cập YouTube, các bạn gõ là AZDG rồi VTD channel thì cũng ra video đó thôi. Đây cũng ra video đầu tiên, các bạn chỉ cần xem video này là biết liền cái nội dung nó như thế nào. Rồi thì mình sẽ không nói qua sâu nữa ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta đăng ký tên miền và đăng ký hosting nó như thế nào. Thật ra rất là dễ thôi, chỉ cần tốn 5 phút là đủ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái cửa sổ này cho nó gọn. Đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái đường dẫn, mình có để cái đường dẫn ở dưới cái phần mô tả, các bạn có thể xem lại phần mô tả cái đường dẫn nha. Đó là võthanhduy.com xuyệt go xuyệt azdg. Đây thì đây là cái đường dẫn mà mình giới thiệu cái dịch vụ của AZDG. Thì khi mà mình giới thiệu dịch vụ của AZDG thì AZDG họ có cái chính sách là trả cho mình hoa hồng. Thì cái hoa hồng của nhà cung cấp Việt Nam rất là thấp, nó chỉ có 100-200 ngàn, nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà mình thay vì mình giới thiệu cái dịch vụ hosting của nước ngoài thì họ trả cái mức hoa hồng cho mình nó cao hơn rất là nhiều, mà nhiều anh em khác vẫn đang làm. Nhưng mà mình muốn là đem đến cho các bạn cái sự trải nghiệm tuyệt vời đối với cái nhà cung cấp hosting ở Việt Nam. Tại vì á, mình người Việt mình ủng hộ hàng Việt thì cũng là nên. Với lại cái thứ hai nữa là mình người Việt trao đổi với người Việt, nói chuyện với người Việt thì dễ hiểu dễ nghe hơn. Thay vì các bạn xài cái hosting ở nước ngoài thì khi các bạn gặp cái vấn đề trục trặc gì đó là các bạn phải chat bằng tiếng Anh với họ, hoặc là các bạn phải gọi hotline trực tiếp nói chuyện tiếng Anh với họ, thì nó rất là khó chịu. Nếu các bạn không giỏi tiếng Anh thì cái điều đó thực sự là một cái khó khăn cho các bạn. Thì đây mình giới thiệu với AZDG, thì AZDG sẽ trả cho mình một cái mức hoa hồng, thì mình không nhớ là nhiêu, thì chỉ khoảng là một trăm mấy chục ngàn á, nó rất là thấp cho mỗi lần là các bạn thanh toán trả tiền cho AZDG. Thì AZDG sẽ trích một cái phần nhỏ chút xíu để mà trả công cho cái người mà đã giới thiệu cho họ. Thì đây các bạn, nếu mà các bạn muốn muốn sử dụng cái mã giảm giá của mình thì các bạn sẽ truy cập vào quảthanhduy.com xuyệt go xuyệt azdg, rồi chúng ta enter. Thì khi mà chúng ta truy cập cái đường dẫn này, các bạn sẽ được chuyển sang cái trang chủ của azdg. Đây là cái trang chủ này, các bạn thấy trên màn hình nó y chang như vậy. Rồi bước tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn mua tên miền. Các bạn sẽ rê chuột vào cái chỗ mà tên miền nè, các bạn bấm vào. Trước khi mà mua tên miền thì mình phải kiểm tra xem cái tên miền mà bạn muốn mua có còn hay không. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn mua tên miền là tuổitrẻ.vnexpress.net, thì cái tên miền này là VnExpress nó mua mất rồi, làm gì có cái hai cái tên miền giống nhau đâu, đúng không? Các bạn chỉ có thể có một cái tên miền là vnexpress.net mà thôi, mà cái thằng vnexpress.net là của bên vnexpress nó mua rồi, cho nên là các bạn phải chọn tên miền khác. Thì bây giờ giả sử như các bạn nhập một cái tên miền, ví dụ như mình nhập cái tên miền Võ Thanh Duy vào, Võ Thanh Duy rồi ở đây mình chọn là .com rồi mình tìm kiếm, thì chắc chắn là nó sẽ báo là tên miền không có sẵn. Tại vì sao? Tại vì tên miền này mình mua rồi, mình đang sở hữu cái tên miền này rồi ha. Thì các bạn muốn mua tên miền gì thì các bạn nhập cái tên miền của các bạn vào đây, và chúng ta chọn cái đuôi tên miền, chọn cái đuôi tên miền. Ở đây nó không cho chọn thì các bạn chỉ cần nhập vô là đủ. Ví dụ như là mình có ví dụ như mình nhập là bí quyết khởi nghiệp online, ví dụ vậy, mình enter đi. Không, mình bấm vô cái nút xanh này. Đó thì nó báo là tên miền đang có sẵn nè, đăng ký ngay.
Đây, giả sử như mình đăng ký, mình thử đăng ký tên miền này hướng dẫn cho mọi người ha. Ngoài ra là nó có những cái đuôi khác nhau, ngoài cái đuôi .com, .net, .top, .org, .info, .shop, .wtf ra đó, thì nó có những cái đuôi này thì các bạn có thể sử dụng thôi. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái tên miền .com và .net. Hai cái đuôi này là hai cái đuôi phổ biến nhất đối với tên miền quốc tế. Cho nên là các bạn sử dụng tên miền này thì khách hàng hoặc là người xem cái web của bạn họ nhớ dễ nhớ hơn. Rồi bây giờ bí quyết kinh nghiệm online, giả sử như mình bấm đăng ký đó, khi mà đăng ký nó sẽ chuyển vô cái trang là trang này, các bạn nhìn thấy cái trang này không? Lúc này chúng ta mới đăng ký tên miền thôi, thì ở đây á nó sẽ có hiển thị cái dòng màu đỏ, tức là mới mua tên miền thôi, mua biển số nhà thôi, chưa có xây nhà, chưa có nhà, chưa có đất, thì cái tên miền nó vô dụng thôi. Các bạn mua tên miền xong rồi các bạn không có mảnh đất, không có mua mảnh đất thì các bạn cũng không xây nhà được ha, cho nên là các bạn phải mua thêm cái hosting nữa, hoặc nếu các bạn đã có hosting rồi thì chúng ta không cần mua. Nếu các bạn chưa có hosting thì chúng ta mua hosting, nếu các bạn có tên miền rồi thì chúng ta khỏi mua tên miền, các bạn chưa có tên miền thì chúng ta mua tên miền, nó rất là đơn giản ha. Nếu các bạn chưa có cả hai thì chúng ta mua cả hai luôn. Rồi các bạn bấm vào cái nút là đăng ký thêm hosting cho tên miền này để chúng ta lựa cái gói hosting của mình đó. Thì các bạn bấm đây, nó sẽ hiển thị ra nè cái hosting, thì ở đây các bạn chọn cái tiêu chuẩn thôi. Tại vì sao? Tại vì cái website của mình mới vừa xây dựng, với lại cái mục đích của mình chưa có nhiều cái lượt truy cập, và cái website của mình nó còn nhỏ thôi, nó chưa có phát triển lớn ra, cho nên là các bạn đâu cần thiết phải mua một cái mảnh đất 1.000 m² làm cái gì. Các bạn chỉ cần mua một cái hosting vừa đủ xài thôi. Thì mình khuyến khích các bạn là các bạn chọn cái gói tiêu chuẩn ở bên nè đó, rồi các bạn chọn cái gói SSD 1 nha. SSD 1 là gói thấp nhất của AZDG luôn rồi đó, cái gói này gói thấp nhất rồi. Thì các bạn có thể là chúng ta chọn xem coi là cái gói nào mà các bạn muốn mua. Ví dụ cái gói SSD 1 nè, thì các bạn có thể mua tối thiểu là 3 tháng, thì nó chỉ có 168 ngàn thôi. 168 ngàn, đúng không? 168 ngàn, nếu các bạn chia cho 3 tháng thì mỗi tháng là chỉ có 56 ngàn thôi. 56 ngàn tính ra nó chỉ bằng hai tô phở ha các bạn, rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Hosting nó cực kỳ rẻ luôn, cho nên các bạn đừng có tiếc tiền mà chúng ta không mua hosting. Chúng ta nếu mà chúng ta xài thiệt rồi chúng ta cứ việc chúng ta mua thôi. Một tháng tốn 56 ngàn, nếu mà một tháng có 30 ngày các bạn chia cho 30 thì thành ra mỗi ngày các bạn chỉ bỏ ra có 1.800, tức là khoảng 2.000 để các bạn xài hosting. Một ngày các bạn bỏ ra 2.000 thì nó quá là rẻ rồi, đâu có gì nữa đâu, đúng không? Đó, thì các bạn có thể đăng ký gói 3 tháng này để mà chúng ta dùng trong 3 tháng. Nếu mà các bạn sợ, các bạn cảm thấy là không biết mình có xài lâu dài hay không, thì mình cứ mua 3 tháng trước đã. Khi mà hết 3 tháng mình lại gia hạn. Đó, cho nên không nhất thiết là các bạn phải mua 1 năm. Nếu mà các bạn mua 1 năm thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Còn mua 3 tháng để mà chúng ta xài thử, chúng ta học thôi cũng được ha các bạn. Rồi, chúng ta bấm vào cái nút là đăng ký ngay gói 3 tháng nè. Đó. Rồi sử dụng tên miền trong giỏ hàng, tức là mới mua tên miền này luôn, mình bấm nút use để mà sử dụng luôn. Rồi, ở đây tới cái trang này các bạn lưu ý, nếu mà các bạn một trăm sáu mươi tám ngàn là 3 tháng cộng với 10% VAT nữa, tức là 16.800 đồng nữa, thì nó thành ra là 184.800 đồng. Nếu mà các bạn suy nghĩ ở chỗ này á, nếu mà 3 tháng mình thấy thay vì mua 3 tháng mua lắt nhắt vậy, các bạn có thể chọn luôn 1 năm. Đó, 1 năm nó chỉ có 600 ngàn thôi các bạn, cực kỳ rẻ. Thêm VAT 60 ngàn nữa thì nó là chỉ có 660 ngàn thôi, đúng không? Thì thông thường á, là những cái khách hàng của mình á, khi mà mình tư vấn làm web hoặc là mình làm website cho họ luôn á, thì là mình
mua cái gói 1 năm luôn. Tại vì đối với khách hàng, tại vì họ sử dụng lâu dài mà mình cứ mua 3 tháng xong cái tới lúc 3 tháng nó lại hết hạn. Rồi khách hàng lại gửi mail cho mình hoặc là khách hàng lại gọi điện cho mình. Khách hàng nói là em ơi gia hạn cho anh thêm 3 tháng nữa, em ơi gia hạn cho anh thêm 6 tháng nữa. Thì nó rất là mất công, rất là phiền toái. Cho nên là mình giới thiệu, mình tư vấn khách hàng là mua luôn 1 năm ha. Thì bây giờ mình 1 năm thì các bạn là 660. Đúng không? Các bạn chia cho 12. Tức là 1 tháng chúng ta chỉ có 55.000 thôi, chia cho thêm 30 ngày nữa. Đó, thì một ngày chúng ta chỉ có 1.800 đồng thôi ha. Rồi. Mình chọn đây 1 năm luôn đi. Rồi tiếp theo là chúng ta bấm nút tiếp tục. Rồi, tới cái bước này rồi, các bạn bấm tiếp tục luôn, chúng ta bỏ qua những cái thông tin khác nha, cứ bấm nút tiếp tục thôi. Những cái thông tin khác không quan trọng, mình cái nào không quan trọng thì mình không nói. Rồi cái tên miền .com của mình á trị giá là 275.000. Và cái hosting là 600.000. Thì cộng lại và cộng luôn VAT 10% nữa thì nó sẽ ra là 935.000. Rồi lưu ý các bạn từ từ khoan bấm nút thanh toán từ từ nha. Tại vì mình có cái mã khuyến mãi giảm giá cho các bạn. Khoan, mình sẽ gửi cho các bạn cái mã giảm giá để mà chúng ta giảm thêm tiền nữa nha. Từ từ các bạn khoan vội chỗ này. Rồi ở đây các bạn sẽ nhập cái mã giảm giá 10% của mình. Cái mã giảm giá này được AZDG cấp riêng cho mình. Để giảm giá 10% cho những khách hàng nào mà mình giới thiệu, tức là khách hàng nào của VTD Channel giới thiệu. Thì các bạn sẽ nhập vào đây, mã giảm giá là VTD Block 10. Đó. Khi mà các bạn nhập cái mã giảm giá này vào, và các bạn lưu ý cái mã giảm giá này là vĩnh viễn, mã giảm giá vĩnh viễn của mình nha. Các bạn có thể không nhập mã giảm giá cũng được. Còn nếu các bạn muốn giảm giá thì chúng ta nhập thôi. VTD Block 10, mã giảm giá này không bao giờ hết hạn. Các bạn sẽ bấm vào cái nút là áp dụng. Đó, mã giảm giá đã được áp dụng, đơn giá của đơn hàng đã được cập nhật. Thì các bạn nhìn nè, các bạn sẽ được giảm 10%, tức là giảm thêm 60.000 nữa. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn là 869.000 thôi. Chỉ còn 869.000. Rồi, tiếp theo là các bạn bấm vào cái nút thanh toán. Rồi sau khi bấm nút thanh toán thì ở đây là nó hiển thị cái bảng này để mà chúng ta nhập cái thông tin của mình. Giống như là các bạn đi mua hàng ở trên Tiki, mua hàng ở trên Shopee, Lazada, Sendo á. Thì khi mà các bạn mua một cái món gì đó thì nó yêu cầu các bạn nhập cái thông tin cá nhân của các bạn để mà xác thực, họ xác thực là coi có phải là người thiệt người ta mua hàng hay không. Rồi với lại họ liên hệ với bạn để mà trong những cái trường hợp nào đó mà về vấn đề thanh toán, họ có thể liên hệ với bạn để họ xác nhận. Thì cái này cực kỳ đơn giản thôi, giống như mua hàng online thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập thông tin. Bây giờ mình sẽ nhập họ và chữ lót nè. Ví dụ như họ là mình là Võ Thanh, đúng không? Tên là Duy. Rồi email của mình là duy.vo@outlook.com. Rồi số điện thoại của mình là 12. Ví dụ như là mình sẽ nhập là 0977, đúng không? 168388. Đây là cái số điện thoại của mình. Rồi, địa chỉ thanh toán, tên công ty không cần thiết nha. Nếu có thì nhập thôi. Còn số nhà, tên đường, đây mình có thể nhập số nhà, tên đường của mình nè. Đó, rồi cái chỗ này là thành phố, ở đây là đất nước, ở dưới này các bạn chọn là Việt Nam. Rồi tiếp theo, cái chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc là chứng minh thư, các bạn nhập cái chứng minh nhân dân hoặc chứng minh thư vô đây. Rồi loại cá nhân là các bạn chọn là loại khách hàng, loại cá nhân. Nếu như mà các bạn là doanh nghiệp và muốn xuất hóa đơn VAT, tức là hóa đơn đỏ, thì các bạn chọn loại khách hàng là công ty. Thì khi mà chọn công ty á, thì ở chỗ ở trên công ty các bạn phải nhập ở đây nè. Nếu mà các bạn là mua hàng ở dưới cái cương vị là doanh nghiệp thì các bạn nhập cái tên công ty ở đây. Rồi mình đây mình chọn cá nhân thôi. Sử dụng mặc định thông tin như trên, tức là cái thông tin đăng ký tên miền á, hoặc là
thêm thông tin. Tức là nếu mà các bạn không có chọn cái này mà chọn cái mặc định thì cái thông tin đăng ký tên miền nó sẽ lấy cái thông tin y chang như là cái thông tin các bạn nhập ở trên đây đó. Rồi ở đây các bạn nhập mật khẩu của cái tài khoản đăng nhập vào dịch vụ của AZDG, cho nên các bạn lưu ý nha, các bạn nhập xong rồi các bạn nhớ nha, đừng có nhập mật khẩu mà quá phức tạp xong cái một hồi cái mình quên. Ví dụ như các bạn có tài khoản Facebook, các bạn nhập tài khoản mật khẩu Facebook là riêng, rồi Gmail là riêng, rồi những cái tài khoản khác là mỗi cái một cái một cái mật khẩu, rồi cái tới hồi bên này cái lại nhập thêm cái mật khẩu khác nữa, cái tới hồi các bạn bị loạn các bạn không nhớ cái mật khẩu của mình. Cho nên lưu ý các bạn nhập mật khẩu ở đây thì các bạn lưu lại ở đâu đó, có thể dùng dùng giấy bút hay là dùng notepad gì đó để lưu lại trên máy tính của mình để mà mình nhớ, không chừng là quên. Rồi ở đây là xác nhận mật khẩu, xác nhận mật khẩu và các bạn bấm vào cái nút là tiến hành thanh toán. Thì á ở đây mình sẽ đăng ký luôn cho các bạn thấy luôn nha, nhưng mà không thanh toán thôi, mình chỉ đăng ký cho các bạn thấy cái trình tự nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu của mình luôn. Rồi. Xong. Tới cái bước cuối cùng các bạn chọn cái hình thức thanh toán là chuyển khoản hoặc là ví ngân lượng .vn. Nếu mà các bạn dùng Visa hay là các bạn dùng Internet Banking thì có thể chọn ví ngân lượng. Ở đây để cho mà tiện nhất là mình chọn chuyển khoản thôi, chuyển khoản online. Các bạn dùng Internet Banking online á, tức là chuyển khoản ngân hàng mà trên web á thì nó cực kỳ nhanh. Mình chọn đây luôn cho tiện ha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chọn là tôi đồng ý với cái điều khoản gì đó. Rồi chúng ta bấm nút tiến hành thanh toán. Ủa, lúc nãy mình quên nhập cái mật khẩu đã nhập chưa chính xác nè, với lại cái chứng minh nhân dân mình quên nhập. Bây giờ mình sẽ nhập lại nha các bạn. Rồi mình chọn chuyển khoản, chọn tôi đã đọc và đồng ý với quy định sử dụng dịch vụ, xong rồi chọn cái nút là tiến hành thanh toán. Đó, rất là dễ dàng nha, khi mà các bạn bấm nút tiến hành thanh toán xong cái nó hiển thị ra cái hóa đơn số, đây là cái hóa đơn số nè. Thì các bạn chỉ cần là gì, ở đây nó hướng dẫn cho bạn thanh toán luôn, nó hướng dẫn trực tiếp trên web luôn, hoặc là các bạn mở email của các bạn ra. Ví dụ như mình mở email của mình ra thì nó cũng có cái nội dung y chang vậy đó, nó cũng hướng dẫn cho các bạn thanh toán. Các bạn chờ chút xíu, tại vì cái mail có thể nó tới chậm khoảng 1-2 phút. Rồi, ở đây là hướng dẫn thanh toán nè, các bạn nè. Khi thanh toán chuyển khoản ngân hàng, quý khách vui lòng ghi nội dung thanh toán là HD, HD tức là hóa đơn á. Rồi cái số phía sau là số hóa đơn 32288 nè, để được kích hoạt dịch vụ tự động khi nhận thanh toán. Tức là bộ phận AZDG á, họ luôn túc trực để mà trong cái giờ hành chính á, để mà họ kích khi mà họ nhận tiền rồi, họ tự động họ kích hoạt cái hosting cho các bạn luôn mà không cần phải liên hệ gì hết. Rồi các bạn sẽ chuyển khoản trong một trong bốn cái ngân hàng ở đây. Nếu mà các bạn có ngân hàng nào thì chúng ta chỉ cần chuyển ngân hàng đó thôi, rất là đơn giản. Các bạn có thể xem lại cái thông tin hóa đơn lần cuối ở dưới này coi nó có đúng không. Đó. Rồi sau đó các bạn chuyển khoản ha, giả sử như mình đã chuyển khoản rồi ha, xong rồi mình chụp lại cái ủy nhiệm chi, chụp lại cái ủy nhiệm chi trên máy tính á. Rồi các bạn mở truy cập lại cái trang AZDG nè. Rồi chúng ta bấm vào cái quản lý dịch vụ nè. Rồi, nó tự động đăng nhập cho chúng ta luôn. Xong rồi các bạn bấm cái ô chat ở dưới nè, các bạn nhìn nè. Đang trực tuyến các bạn bấm vô đây nè. Đó, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta chat.
Đây mình thử chat luôn cho các bạn nha. AZDG nó rất là nhanh. Đó, mình nhập luôn thông tin thực tế luôn. Rồi ở đây mình chọn là chọn phòng. Nếu mà phòng kinh doanh là đang ngoại tuyến, tức là họ nghỉ rồi. Đây là hôm nay mình quay quay cái video này là không phải trong giờ làm việc, không phải trong giờ hành chính, cho nên họ đang nghỉ rồi. Thì mình chọn là hỗ trợ kỹ thuật nha. Thì hỗ trợ kỹ thuật là online 24 trên 24, lúc nào cũng trực tuyến hết. Các bạn cứ chọn một trong hai rồi chúng ta chat thôi. Rồi mình sẽ nói là chào bạn, mình mới chuyển khoản thanh toán đó. Họ chat rất là nhanh ha các bạn, lúc nào cũng nhanh như vậy luôn á. Mình mới chuyển khoản thanh toán online, mình mới chuyển khoản thanh toán mua hosting, mình gửi ủy nhiệm chi. Rồi xong các bạn gửi cái tấm hình ủy nhiệm chi qua đây ha, các bạn kéo cái file hình các bạn bỏ vô đây là họ tự động họ nhận được thôi. Rồi bạn vui lòng kích hoạt hosting giúp mình nhé. Đó, thì chỉ cần như vậy thôi ha, bộ phận kỹ thuật họ cũng có khả năng kích hoạt hosting luôn, không cần thiết phải thông qua bộ phận kinh doanh. Bởi vì bộ phận kỹ thuật có thể đảm bảo khi mà họ nhìn thấy được cái hình chụp ủy nhiệm chi thì họ có thể kích hoạt cho các bạn luôn. Ví dụ như các bạn chuyển khoản trong thứ bảy chủ nhật thì tiền nó chưa có qua bên AZDG, đúng không? Tiền có thể nó chưa qua bên AZDG tại vì sáng thứ hai nó mới hoạt động trở lại. Thì mình chụp cái ủy nhiệm chi mình gửi cho họ thì họ sẽ kích hoạt cho mình luôn. Đó. Người ta trả lời nè, anh gửi em tên miền domain chính với hosting anh vừa đăng ký ạ. Đó, mình cứ gửi thông tin, họ cần thông tin gì mình gửi thông tin đó thôi. Đó, thì toàn bộ cái quy trình mà đăng ký tên miền và hosting ở AZDG á, nãy giờ vì mình quay video mình giải thích cho các bạn á, thì tốn khoảng là 27 phút rồi. Tuy nhiên đó là mình thao tác từ trước tới giờ chỉ tốn 5 phút thôi là mình đã được kích hoạt hosting với tên miền rồi. Cho nên các bạn không phải lo lắng vấn đề này ha. Rồi, video này chỉ dừng lại ở mức là hướng dẫn các bạn mua tên miền và hosting chứ chưa hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Mua xong đã rồi tính tiếp, các bạn mua xong đã rồi video mình sẽ có một cái video hướng dẫn sử dụng cấu hình tên miền và cấu hình hosting khi mà mua hosting ở AZDG. Đó là một cái video riêng đó các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo cái video thứ tư mình sẽ quay trở lại với cái video SAPBB nha các bạn. Thì video này nó chỉ dành riêng cho các bạn nào mà mua hosting tên miền, mình hướng dẫn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn của mình. Nếu các bạn có câu hỏi thì hãy bình luận ở bên dưới video này, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh của mình hoặc chia sẻ lên Facebook để mà lan tỏa giá trị của video này tới cộng đồng. Mình rất cảm ơn các bạn nếu các bạn chia sẻ giúp mình. Rồi, xin trân trọng kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video thứ tư.